Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định 12 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2023 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 4 đến 31 tháng 12 năm 2023. Cụ thể, thời hạn gia hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng từ 3 đến 6 tháng. Các doanh nghiệp tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Trong đó, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp trong năm 2023 của doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân thuộc đối tượng đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.